Vườn em tuy nhỏ anh ơi, cũng dăm gốc mía, cũng 10 luống rau. Bao giờ ta gặp lại nhau, mía thời ngọt giọng, canh rau mát lòng. Hai mọi người lại là mình đây. Hôm nay Sài Gòn nắng quá cho nên vợ chồng mình đã chạy về vườn. Về đây mát gì không biết, chứ mình thấy mát mắt là mình thấy tranh thủ kiếm một rổ rau sống để ăn nào. Cứ có ba là cả rau, dăm ba hôm nữa đám rau này lại lớn. Trời ơi, thích quá. Nhờ cái vía nắng nóng đầu tháng 4 mà đám mía của nhà mình rất là ngọt. Không những ngọt mà còn dai nữa. Ông ngoại cắt được quài chuối lép, ông bả góc nhà cứ đi qua một trái đi lại một trái, rồi nó chín tới đâu ăn tới đó, như vậy đó. Thích lắm. Nhìn vậy chứ ăn cũng ngon. Hôm bữa chụp hình trái mít với lại hoa thiên lý mà mấy chị hỏi mua quá chừng luôn, cũng có nhiều đâu mà bán nhỉ. Hôm nay thì mình quyết tâm mình hái về để bán cho các chị đó. Trưa nắng mà đi hái hoa thiên lý nè, trời ơi cháy da luôn á. Ba mình thì không mũ không nón, còn mình thì được má đem cho áo khoác cho đỡ đen á. May quá, thấy vậy chứ gần cả ký hoa đó. Bây giờ vô ăn cơm và chiều nay mình đi làm son. Mấy chị biết em đang nghĩ gì không? Em đang hái hoa để em làm son môi. Bữa giờ em xem trên YouTube rất là nhiều rồi, và em rất tự tin vấn đề này. Nhưng mà không, sai, sai lắm. Sai hoàn toàn. Ra cái màu đẹp rồi đó, màu cam đất. Nhưng mà nó không ra son môi mọi người ơi, nó ra son dưỡng. Làm sao đây?